Nhìn nhìn, cuối cùng trời cũng đạnh mưa rồi, đi làm chỗ nào. Ui, nguy hiểm quá, mưa lớn làm hỏng con đường rồi. Ui, đi đi bạn ơi, đi nữa đi bạn ơi, đi đi nào. Ấy, đừng đẩy tớ nữa, đừng đẩy nữa. La 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 la. Ui, 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 nguy hiểm quá, đất lở. Ui, 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 ui. Ui, ha. Cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với. Help me, help me. À, anh ơi, đi làm việc thôi nào. Oh no, help me, help me. Oh, đi lội nước chơi thôi. Wow, thích quá. Yuhu. Sụp đất lên nào. Wow, đây là toàn cát này. Wow, rất là thích luôn này. Cứu chúng tôi với. Cứu chúng tôi với. Ai kêu ở đâu ấy ta? Oh, thì ra là ở dưới đống cát này à. Sao lại có cái gì ở đây à? Để mình sẽ đào cát ra xem nào. À, mình sẽ dọn những cái cỏ này đi trước này. Nhổ những cây này đi nhá. Aha, xem nào. Thì sẽ đào cát, đào đất là việc của tớ. Ô, ra rồi này các bạn này. Wow, ui, nhiều xe thế nhở. Ui, đây này. Wow. Wow, rất là nhiều này. Ui, xa. Wow. Nhiều quá. Ok, mình sẽ lấy hết lên nhá. Wow. What's up? Wow, xem này. Ui. Wow. Isa, rất là bẩn luôn này, nhiều cát quá. Ôi, vẫn còn này. Wow. Isa. Quá là nhiều xe luôn dưới cát này. Ha ha. He he. Chúng ta sẽ cùng tắm rửa cho những bạn xe này nhá. Wow, xem nào. Đấy trước nha các bạn ơi. Ui. Ui, rất là bẩn luôn này. Wow. Này, vòi nước này, xịt nước nhá. À, xem nào. Ô, một chiếc xe máy xúc nha các bạn ơi. Wow, rất là xịn sò luôn. Ok. Beep, 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 beep. Wow, tắm thích quá này. Wow, một chiếc xe trộn bê tông nhé các bạn. Này, xe bồn trộn bê tông. Rất là xịn sò này. Oho, đây này các bạn ơi. Nhìn nhìn. Xem nào, xe gì đây? Wow, một chiếc xe lu nha các bạn. Đây, có cái cục sắt này để lu đường này các bạn ơi. Xe lu. Nhìn nhìn. Ok, wow, nhiều xe quá. Wow, xem nào. Wow, một chiếc xe cần cẩu nha các bạn ơi. Super. Wow, wow, đây này các bạn ơi. Một chiếc xe công trình nhá. Xem nào. Wow. Một chiếc máy xúc lật nha các bạn. Đó, rất là xịn sò này. Xe gì đây các bạn biết không? Wow, một chiếc xe ben nha các bạn ơi. Một chiếc xe ben này. Ui, màu ben nhá. Đây này các bạn này, còn một chiếc màu xanh này. Rồi, thử đi xem nào. Xem cái gì nè. Uhu. Nhìn nhìn nhìn. Một chiếc xe máy cày nha các bạn. Đó, đầu kéo này rất là xịn sò luôn. Ok. Wow. Tắm nước rất là mát luôn này các bạn ơi. Đó,
có cả bồn tắm cho xe luôn nhá. Ừ, các bạn ơi, ở đây này, đó, phát hiện ra một cái cần này các bạn này. Wow, đây có một chiếc xe này, mình sẽ lật lên nhá. Đó, đây là cái thang cầu này, được rồi mình sẽ lắp lên nhá. Đó, mình sẽ sửa chữa lại. Đấy, ok rồi các bạn này. Đó, các bạn xem này, mình đã sửa chữa được rồi này, nâng lên được và hạ xuống được rồi này, rút ra này. Wow, đây là một chiếc xe cần cẩu nha các bạn nhá. Wow, cái chiếc xe này thì có màu vàng này. Đó, có cabin cẩu này và cabin là khoang lái này các bạn này, rất là đẹp luôn nhá. Zin zin zin. À đây này các bạn này. Ồ, đằng này mình phát hiện ra hai chiếc xe mà bung bét hết luôn này các bạn này. Để mình sẽ lấy nhá. Ồ, đây là một cái thân xe này các bạn. Wow, cả bánh rơi ra luôn kìa các bạn ơi. Đó, đây là một cái thân xe nữa này. Đây là những chiếc bánh này các bạn này. Đó, bây giờ thì mình sẽ xem là sửa chữa lại nhá. Đây là một cái thân xe thôi các bạn ạ, thiếu hết là bánh này và cái thùng hàng. Đây mình sẽ lắp bánh vào trước này các bạn nhá. Đó, mình sẽ lắp cái bánh đằng trước này. Đó, đây là cái bánh đằng sau nữa các bạn nhá. Để xem đây là một chiếc xe gì các bạn ạ. À, đây, đây là một cái thùng, à một chiếc xe ben đấy các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ lắp lên này. Đó, vào khớp rồi này các bạn này. Đó, đây là một chiếc xe ben nha các bạn nhá. Xe tải ben này, đó, có thể đổ ben được các bạn ạ. Rồi, xúc cát lên này, đổ ben cho bạn xem nhá. Đó, xúc cát lên này. Một gầu cát nữa này. Đây, bây giờ mình sẽ đổ ben thử nhá. Ok, các bạn ơi, đó. Các bạn ơi, mình thấy đổ một sạch ben luôn. Chúng ta cùng sang bên này để xem chiếc xe này nhé các bạn nhé. Đây là một chiếc xe có 1, 2, 3, 6 cái bánh xe luôn các bạn ạ. Rất là mạnh mẽ luôn nhá. Để mình xem đây là cái gì đây. Đấy, một cái bồn các bạn ạ. À, đây này các bạn này, có chữ xi măng bê tông này các bạn nhé. Đây là một chiếc xe trộn bê tông các bạn ạ. Rồi thì mình sẽ sửa chữa lại nhá. Đấy, mình sẽ lắp phần này, lắp cái phần bồn lên thân xe nhé các bạn. Đấy, đó, vào rồi đấy các bạn ạ. Sau đó mình sẽ lắp cái phần đằng sau này nữa. Đó các bạn ơi. Đó mình lắp xong là nó có thể quay được này các bạn này. Đó đây là một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn nhá. À rất là đẹp luôn. Này các bạn xem này. Đó đây là phần cabin này, có kính màu đen luôn nhá. Phần này cabin thì màu đỏ này. Đó bồn bê tông thì màu vàng nhá các bạn ơi. Chiếc xe trộn bê tông đã được mình sửa chữa đã. Rin 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 rin. Pip 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 pip. Đây là một cái đầu kéo các bạn nhé. Đó có thể tách rời ra. Đây là một cái xe đầu kéo này. Khi mình ghép này vào thì sẽ thành một cái container nhé các bạn nhé. Xe container. Đó rất là hay đúng không các bạn. Bây giờ thì mình mời các bạn sẽ cùng mình qua đây. Còn một chiếc xe lạ chưa? Nhìn nhìn pip 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 pip. Một chiếc xe máy xúc lật nhé các bạn nhá. Đó. Đây là cái đầu xúc này. Đấy, xúc lật là như vậy đấy các bạn ạ. Bánh rất là to luôn. Rồi mình sẽ mời các bạn cùng mình thả dốc nhá. Giờ chúng mình sẽ đi tìm tiếp này. Wow. À. Chiếc xe đầu kéo nha các bạn nhá. Nhìn nhìn nhìn. Wow, tiếp rồi để mình xem mà kiểm tra lại ở dưới cái bãi cát này là còn đồ chơi gì không các bạn, để mình sẽ giải cứu nha. À, hết rồi các bạn nha. Wow, bây giờ thì các bạn ơi, mình mời các bạn và cùng mình sẽ xem cái con khủng long đồ chơi mới của mình nha các bạn. Đây, mình mới được bố mẹ sắm cho đấy các bạn ạ. Đây, con khủng long này thì phải để ở trên nền bê tông này các bạn ạ. Nếu mà chạy trên nền cát là nó bị lún các bạn nhá. Đó, dưới này này có một cái phần công tắc ở đây các bạn thấy không, có chữ off và on, mình sẽ mở lên chữ on nhá. Đó các bạn ơi. Wow, các bạn thấy đèn đẹp chưa? Thì rực rỡ không các bạn? Đó. Này đuôi ngoe ngoải luôn này các bạn này. Wow, đẹp chưa? Đó. Rất là xịn sò luôn nha các bạn ơi. Đấy cái mồm có thể há được ra kìa các bạn này. À. Thì đẹp không các bạn này? Đèn rất là rực rỡ luôn nhá. Wow, đẹp không nào các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn tắt đi đã này. Đó, đây là món đồ chơi mới của mình các bạn ạ. Cái phần âm thanh của nó thì mình đã tắt đi các bạn ạ.
không là nó ồn lắm các bạn ạ. Âm thanh thì rất là hay luôn, lát nữa mình sẽ mở các bạn nghe nhá. Các bạn ơi, đó mình có thể di chuyển đi để đổ cát đấy các bạn ạ. Đó, pip 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 pip. Wow, các bạn thấy chưa, rất là xịn sò luôn. À, tí nữa thì mình đã lắp phải mấy bạn xe gì này các bạn này. Đây này các bạn thấy không, ở dưới cát này. Rồi mình sẽ dùng xe cần cẩu này để mình cẩu lên nhá các bạn nhá. Đó, đây là cái móc cẩu này, mình sẽ cẩu cái xe này lên xem là xe gì nhá. Một chiếc thôi. À, hai chiếc này. À, mình giải cứu được bạn cuối cùng nữa này. Đó, ba chiếc rồi các bạn ơi. Rồi, để mình xem nào. Wow, đây là một bạn xe buýt trường học này các bạn này. Xe buýt này tên là Jolly này các bạn này. Wow, cho lên xe Ben luôn nhá. À, mình xem xe này nào. À, một chiếc xe buýt này là xe buýt Tayo này các bạn ơi. Có màu xanh dương rất là đẹp luôn này các bạn. Biển số 120 luôn. Đấy, còn đây chiếc nữa này. Wow, một chiếc xe buýt Buba này các bạn ơi. Nhìn. Đó các bạn này. Đây, xe buýt Buba. Let's go nào. Wow, các bạn ơi, mình sẽ xem tiếp nhá. Mình sẽ đổ ben xuống này. Wow, hai bạn xe luôn. Đây các bạn này, Tayo. Nhìn. Wow, chạy rất là xa. Còn các bạn đoán là đây là xe gì? Jory. Nhìn. Mình sẽ lên cót này. Ui. Ok, xe tải ben rất là đẹp luôn. Let's go. Còn một chiếc xe ô tô cần cẩu nha các bạn nhé. Có cái móc cẩu này các bạn này. Đấy, đây là cái phần tháp cẩu mình có thể khu cà này. Đấy, lấy ra thêm độ dài rất là dài luôn các bạn ạ. Đó, có thể xoay toa nhé các bạn ơi. Rất là đẹp luôn đúng không nào. Đấy, một chiếc xe cẩu, đồ cẩu hàng, cẩu cứu hộ luôn. Ok, mình sẽ cho thả dốc nha. Pip pip pip. Nào, pip 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 pip. Ui xa. Wow, đằng này này các bạn này. Còn một chiếc xe, ây da, xe này bị bung rồi, mình sẽ sửa chữa lại này. Đó, mình sẽ lắp lại nhé các bạn nhé. Đây, mình sẽ lắp lên này. Đó, đây là một chiếc xe ủi đi các bạn nhé. À, cái phần này, này nó hình tam giác này các bạn. Nó đây có thể ủi cát ra đấy các bạn ạ. Đó, các bạn thấy không? Rất là mịn màng luôn. Rất là đẹp đúng không các bạn? Một chiếc xe ủi màu vàng nhá. Vinh vinh. Wow, các bạn này. Vin. Pip. Wow, một chiếc xe ô tô cứu hỏa thang nha các bạn nha. Đấy, cái phần thang này này mình có thể thu lại đó, thấy không? Thêm dài ra rất là cao luôn các bạn này, rất là xịn sò nha các bạn. Chiếc xe thì có 6 bánh xe này các bạn này. Đấy, và đây là số điện thoại này các bạn ơi. Đấy, biển số xe luôn nha các bạn. Wow, một chiếc xe cứu hỏa nhá, đi chắc. Wow, mình sẽ cho chạy nhá. Wow, các bạn ạ,